Tại sao chúng ta vẫn nhìn thấy nhiều hàng Made in China, mặc dù rất nhiều quốc gia khác có nguồn lao động rẻ hơn? Vâng, đúng là bây giờ thì Made in China thì nó không như ngày xưa, nữa. hay nói đúng hơn là nó mở rộng hơn, đúng không ạ? À, chúng ta đã từng nói về vấn đề của Trung Quốc, đó là một cái hiện tượng. Chính cái hiện tượng sản xuất của Trung Quốc ấy thì nó đã tạo ra được một cái ngành công nghiệp mà tôi có thể nói rằng kể cả những quốc gia sản xuất công nghiệp không phải là dạng vừa như là Đài Loan hay là Malaysia vân vân cũng chỉ là thời kỳ đổ đá so với Trung Quốc thôi. Nếu mà nói mình xét tổng thể nha quý vị nhé. Thì bây giờ chúng ta thấy hiện tượng là gì? Chẳng hạn tôi nói rằng là sản xuất thì nó có mấy cấp đúng không ạ? Một sao, hai sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao. Đấy, thì chúng ta thấy một điểm rằng ngày xưa Trung Quốc nó chỉ tập trung vào cái 1 sao, 2 sao là nó chiếm chủ đạo, đúng không ạ? Rồi và một phần thì nó là 3 sao. Nhưng mà cứ khoảng 5 năm trở lên thì chúng ta thấy rằng là nó tiến lên một cái bậc, có nghĩa rằng nó nâng cái mức đó lên và bây giờ thì kể cả những ngành hàng xa xỉ, cao cấp và thương hiệu nó cũng đã gọi là che phủ nhưng nó cũng không từ bỏ cái ngành hàng một hai sao ờ, điều này nó cho thấy một cái vấn đề là gì là trung quốc nó đã tạo ra một cái hệ sinh thái sản xuất để mà che phủ kín tất cả những lĩnh vực để nó không phụ thuộc vào ai Thứ hai nữa là nó tạo được cái cơ công ăn việc làm và cái sản xuất cho tất cả nước đúng không ạ? Có nghĩa là vùng sâu, vùng xa, làng mạc, đồng quê nó đều sản xuất được và nó xây đường tàu đến tận thị trấn, rồi đường cao tốc đến tận làng xóm ngõ nghiếc vân vân, rồi nó đô thị hóa khắp nơi. Đấy, người ta có thể nói một cái câu để nói về cái cái mục tiêu mà từng ngõ ngách và từng cái thị phân khúc thị phần của sản phẩm bằng một cái câu là nếu như mà ai đấy muốn sản xuất một cái xe ô tô hay là một cái quả tên lửa thì có thể là mua đủ các linh kiện để về lắp ráp chỉ trong một vòng một thời gian ngắn từ những cái làng mạc thị trấn của Trung Quốc cho đến cái những thành phố trung ương thì cái điều đấy nó mang cái tính trước ước lệ rất là cao ý nói rằng trong một khoảng thời gian rất ngắn đúng ạ à. hay là ngon rẻ bổ hiệu quả nhanh vân vân người ta có thể tìm thấy tất cả mọi thứ sản xuất ở Trung Quốc và nhanh chóng uh, đưa đến các kho tổng kho rồi nhanh chóng vận chuyển đến cho khách hàng còn cái vấn đề ông lắp ráp được không đến làm việc của ông cho nên chúng ta thấy là nhờ rất nhiều những cái việc tiếp cận với các nguồn hàng Trung Quốc cho nên là người ta thấy ra đời nhan nhản các hãng xe hơi các hãng điện thoại vân vân và các cái loại hàng sản phẩm các TV tủ lạnh đúng không quý vị cho nên là về cái khái niệm về trung quốc ấy, thì nó không đơn thuần là cái việc là một hai nhà máy sản xuất mà nó tạo thành một cái khái niệm mới đó là nó có thể cung cấp cho người sản xuất thương hiệu một cái giải pháp để người ta có thể sản xuất ra một cái sản phẩm thương hiệu và marketing theo cách của người ta còn nó chu cấp cho người ta tất cả mọi thứ từ a đến z đúng quý vị thì cái việc đấy nó, nó, nó rất là khác biệt so với cái việc ngày xưa là cái người sản xuất thì mới là cái người quan trọng sau đó thì phải tìm mua cái gì về sản xuất như thế nào vân vân thì cái câu chuyện bây giờ những cái người ở Trung Quốc người ta đi tìm là ông có muốn tạo lên một thương vị, hiệu điện thoại hay không đúng không ạ chúng tôi cung cấp cho ông công nghệ tạo thương hiệu từ A đến Z đấy để ông làm ra một cái chiếc điện thoại từ vấn đề thiết kế cho tới sản phẩm ông về ông chỉ vẫn nhãn cái logo của ông rồi ông bán kiệt nào là tùy quyền của ông như vậy thì chúng ta thấy rằng là về hiện tượng thì chúng ta nhìn thấy đó là một cái mà nó đã thay đổi cách mạng hóa những vấn đề sản xuất của thế giới đúng không ạ nhờ cái chuỗi cung trung quốc chứ không chỉ đơn thuần là vấn đề uh, sản xuất nữa sức sản xuất nữa thì bây giờ tìm nguyên nhân ra thì nó rất là khó uh, để chúng ta tìm một chút nguyên nhân đúng không ạ để tại sao lại trung quốc nó lại có thể đạt được một cái mức độ như vậy thì thứ nhất chúng ta nhìn thấy một điểm là uh, cái nền kinh tế xã hội và kết hợp với lại cái tư bản của trung quốc nó đã tạo ra cho họ một cái uh, một cái 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 chu kỳ một cái uh, một cái hệ sinh thái để mà nó có thể giúp những cái người cao tuổi của Trung Quốc có thể làm việc và lao động một cách nhẹ nhàng để có thể tạo ra thu nhập. Đúng quý vị, và đô thị hóa vùng sâu vùng xa, xóa đói giảm nghèo dẫn tới cái việc như tôi vừa nói, có nghĩa là ở những cái nơi hẻo lánh xa xôi, ở những cái uh, nhân khẩu học cao tuổi vẫn có khả năng tạo ra được những sản phẩm giá trị cho xã hội mặc dù nó có thuộc cái phân khúc nào thì tùy cái phân khúc đó ờ, và trung quốc không từ bỏ ví dụ như ta nói ví dụ như người đức người ta sản xuất những cái đồ cao cấp nhưng mà người ta sẽ từ bỏ hết những cái ngành cấp thấp đúng không ạ ờ, thì trung quốc nó không có từ bỏ cái gì mặc dù thì cái này nó cũng liên quan đến cái số 1 đúng không ạ có nghĩa là nó để cho những cái vùng sâu xa sản xuất những thứ mà nó rẻ hơn nó thấp hơn và các cái khu vực công nghiệp quan trọng thì được tự động hóa, nâng cấp sản xuất để cho ra đời những cái loại mặt hàng nó cao cấp hơn. Tuy nhiên cái mà tôi để ý thấy một trong thứ mà chúng tôi cùng quý vị đã từng nói đó là không phải tự nhiên một quốc gia muốn làm như thế mà được. Đây là nó phải phụ thuộc nó nó đã uh, thứ nhất nó được um, có những cái điều kiện từ phương Tây ưu đãi đúng không ạ? Là đã cây kim sợi chỉ cũng nhờ đến Trung Quốc nó sản xuất bởi vì là cái lao động Trung Quốc nó quá rẻ đúng quý vị đấy cho nên chúng ta thấy cái lao động trung quốc nó cực kỳ là rẻ thời gian trước đây cho nên dẫn tới cái việc là nó sẵn sàng làm từ cây kim sợi chỉ cho tới những cái miếng bạt để lót đệm uh, xe tải rồi miếng da để lót đệm máy bay đúng ạ và từ những thứ nhỏ cho đến thứ to như thế cho đến những cái cần cẩu cho đến máy đào rồi cho đến cái máy bay thì trung quốc bây giờ làm được hết là bởi vì là phương tây đã tạo điều kiện để cho trung quốc gọi là tiếp cận với những cái công nghệ làm như vậy cũng như là phát triển kỹ năng đúng không ạ kết hợp với lại cái việc là họ là một cái quốc gia mà không ngần ngại để làm đồ nhái và trong quá trình làm đồ nhái rất nhiều này thì nó cũng định hình lên một cái ngành công nghiệp của họ. Đây cũng là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Cho nên chúng ta nhìn thấy kết hợp tất cả những yếu tố như vậy, chúng ta thấy rõ ràng là Trung Quốc nó đã tạo ra một cái hệ sinh thái, một chuỗi cung công nghiệp gọi là vô tiền khoáng hậu. Và tất nhiên chúng ta phải nhìn thấy là cái yếu tố 1,4 tỷ dân, đúng ạ, nó đấy là một cái yếu tố thay đổi cuộc chơi đấy. Đấy, chúng ta nhìn vào những cái nhà máy xí nghiệp uh, của Trung Quốc mỗi giờ tan ca thì là, ôi giờ ơi, nó như là một cái đàn kiến khổng lồ cho nên là những cái yếu tố này nó có thể nói là nó rất là độc nhất vô nhị cộng với nếu mà chúng ta cộng dâu ria nữa thì có thể là những cái văn hóa làm việc cần cù chăm chỉ công nghiệp kiểu như của khổng giáo đúng không ạ đấy cho nên là giúp họ những cái vậy và những cái nước vùng đông á hàn quốc uh, nhật bản trung quốc mà thậm chí cả triều tiên thì họ đều có cái văn hóa như vậy cho nên là rất nhiều những yếu tố để chúng ta thấy rằng là nó rất khác biệt với các quốc gia khác đúng không ạ đấy là những cái lý do đã Thế còn bây giờ chúng ta nói là tại sao mà hàng make in China thì đầu tiên mình phải nhìn thấy một điểm là sản xuất ở Trung Quốc nó vẫn là hiệu quả nhất kể cả đối với chính Trung Quốc và các công ty sản xuất nước ngoài. Bởi vì chưa ai tạo ra một cái chuỗi cung được như nó. Như tôi đơn nói đơn giản là bây giờ chúng ta muốn, ví dụ quý vị muốn sản xuất một cái điện thoại di động đi Đúng không ạ? Quý vị chỉ cần thậm chí là không cần phải đi quá xa quá sâu mà chỉ cần tiếp xúc với những cái đầu mối thôi. Thì người ta sẽ cung cấp cho quý vị toàn bộ cái quy trình để mà sản xuất ra một chiếc điện thoại từ A đến Z. Với một cái chi phí nếu như mà quay trở lại 10 năm trước thì không ai có thể nghĩ ra được. Đúng không ạ? Cho nên là không khéo chúng ta làm quả hãng điện thoại gọi là Phan Sơn. Đó, nếu có 10 triệu đô la làm luôn Chẳng qua là làm để mình tự chơi thôi đúng không ạ Chứ còn bây giờ mà để marketing rồi là lạ điện thoại Thì nó là một cái tự sát Như vậy là cho nên chúng ta thấy là kết hợp từ những cái lý do Thì chúng ta có một cái điều quan trọng nhất Đó là nó có một cái chuỗi cung Đúng không ạ? Một cái chuỗi cung đến từ những yếu tố lịch sử rồi tự nhiên gì đó vân vân Thế còn những yếu tố hiện tại thì chúng ta thấy là nó cũng liên quan tới cái chuỗi cung thôi nhưng mà mình phân tích kỹ hơn, cơ bản thì người Trung Quốc sau một cái thời gian người ta đã sản xuất cho các quốc gia quá nhiều, cho nên là người ta đã phát triển ra những cái kỹ năng sản xuất đúng không ạ? Đó là những cái điều nó rất quan trọng. Bởi vì khi mình nói vào đất nước ấy mà muốn tiến lên công nghiệp hóa hiện đại hóa thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái kỹ năng trình độ của cái đất nước đó đấy mà cái này ở Việt Nam chúng ta thì còn khiếu thiếu khá nhiều ví dụ như chúng nói đơn giản là nó nó liên quan rất nhiều đến chính sách của nhà nước là làm sao đấy mình hướng uh, bớt vào cái việc là học đại học nó ít thầy thôi nhiều thợ lên đúng không ạ thứ hai nữa là mình có những chính sách khuyến khích để người ta làm quen với việc là không cần thiết phải trở thành thầy làm thợ thôi cũng có của ăn của đẻ cũng giàu có cũng hạnh phúc như thường chứ không nhất thiết là phải lên làm sếp đúng không quý vị và chúng ta có quá nhiều những cái trường đại học có một thời nó nó khủng khiếp ông nào cũng đại học bằng biết trang bị kín người như kiểu huân chương của triều tiên đấy đúng không ạ thế nhưng mà bảo là ông làm thợ chả ông nào làm cả thế nhưng mà tôi thấy rằng mỗi ông là ra trường mà ông có tí nghề phát là ông kiếm tiền rất dễ mà sau đó là những người đó là những người làm lên quý vị ạ từ cái nghề đấy người ta bắt đầu người ta mở rộng sản xuất người ta tiếp xúc với lại những thách thức trong việc sản xuất dịch vụ vân vân người ta tìm ra cái cơ hội để làm ăn Chứ còn những cái ông ngồi bàn giấy, những cái ông vân vân thì chỉ có đi làm thuê giỏi đúng không ạ? Đấy thế nhưng mà bảo là làm cái gì cho cái giá trị xã hội thì lại không phải là những người đấy tạo ra những giá trị đột phá. Cho nên là cái đấy thì nó liên quan đến lịch sử Trung Quốc rất nhiều từ cái việc làm nhái, làm gia công cho các nước tư bản. Nhờ tư bản tạo điều kiện cho Trung Quốc đã có một cái uh, bộ phận dân chúng sẵn sàng làm công nghiệp, sẵn sàng làm nhà máy và có kỹ năng rất cao và cạnh tranh rất cao đúng không ạ? Đấy là một cái mà chúng ta thấy và cũng vì thế người ta mới xây dựng được một cái xã hội mà cái tầng lớp trung lưu nó nhiều lên. Tầng lớp trung lưu nhiều lên thì cái xã hội đấy nó nó bình đẳng nhiều, giàu nghèo nó bình đẳng, nó 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 nó, nó mình gọi là nó tốt hơn và dẫn tới ít các vấn đề xã hội hơn. Ờ, chúng ta biết rằng là tiếp theo đến những cái vấn đề thứ hai con người và các cái quy trình rồi đúng không ạ nó có, có từ cái 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 quá khứ của họ và cái điều kiện như chúng ta ở trung quốc chúng ta thấy một vấn đề chẳng hạn như là vấn đề cơ sở tầng làm cái cực kỳ quan trọng cái này thì nó cũng là chiến lược của nhà nước trung quốc xóa đói giảm nghèo đúng không ạ đô thị hóa vùng sâu vùng xa xây dựng đường xá cầu cống ấy ví dụ bây giờ chúng ta có thể tưởng tượng rằng trên YouTube hay Facebook không thiếu những cái video mà nó xây dựng một cái khách sạn nó chỉ có đâu đấy vài tuần hai ba tuần một cái bệnh viện cũng chỉ tầm đấy thôi đúng không ạ rồi nó xây những cái cây cầu uh, treo lơ lửng mà dài hàng km mà người ta nghĩ là chỉ có điên mới làm thôi thế nhưng mà bây giờ nó đi vào Khánh Thanh nó đi hoạt động rồi có nghĩa rằng là nó cái cái công nghệ để mà xây cơ sở tầng của Trung Quốc thì nó là vô đối đúng không ạ cực kỳ nhanh cực kỳ hiệu quả có thể nói rằng là nó đã xây dựng được một cái hệ thống đường sắt cao tốc tới 45.000 km vuông như vậy âm 45.000 km Đó là một cái con số nó quá khủng khiếp không một quốc gia nào trong tương lai một thế kỷ nữa thì có thể nghĩ ra được cái điều đó mà nó cứ chẳng chịt chẳng chịt như là các mạch máu khắp nơi như thế này chứ nó không phải là chỉ theo cái đường tuyến chính nữa rồi đường xá cầu cống ở các vùng nông thôn vùng sâu vùng xa đúng không ạ rất là tiện dụng để cho người ta có thể thúc đẩy cái sản xuất công nghiệp rồi hệ thống hậu cần hậu kiếp phát triển đúng không ạ kết nối vào cái việc đó rất nhiều đến từ cái việc cơ sở tầng phát triển mình cũng không thể bỏ qua yếu tố bây giờ tôi nói đơn giản như tại sao người ta không thể đến ấn độ không thể đến bangladesh để cạnh tranh bằng trung quốc được mà có lẽ có chỉ có việt nam thì may trang mới cạnh tranh khía cạnh này được của trung quốc đó là cái sự ổn định xã hội đúng quý vị ổn định xã hội và những cái vấn đề an toàn an ninh uh, luật pháp trật tự đó là những thứ mà chẳng hạn bây giờ tôi nói đơn giản như bangladesh làm sao bây giờ nó là tự nhiên đang có biến như vậy nó ảnh hưởng cực nhiều đến các cái vấn đề chính sách các cái vấn đề là nhà máy xí nghiệp rồi là mức sống của uh, trộm cắp uh, rồi an ninh cháy nổ rất cả những cái đấy nó một cái yếu tố đấy nó cực kỳ phù hợp với lại những cái ngành công nghiệp theo kiểu xã hội chủ nghĩa vân vân và vân vân đúng không ạ rất nhiều thứ để chúng ta thấy nhưng mà chúng ta cũng phải kết luận lại bằng một cái chúng ta đã bắt đầu, đó là một hệ sinh thái. Có nghĩa rằng là không cái gì nó được tách rời ra bởi vì nó nó được à, sản xuất trọn gói tại một cái nơi, tại một nhà máy, đúng không ạ? Mà có lẽ là Trung Quốc họ đã tạo ra một cái dây chuyền nó bán tự động hoặc là tự động rất cao. À, nó đổ dồn từ tất cả những thành phố làng mạc thị trấn, à, một chuỗi thanh toán, một hệ thống thông báo kho hàng bến bãi chấp nối vân vân chúng ta cứ lên cái shopee chúng ta nhìn những cái lộ trình của những cái chuyến hàng mà nhập hàng từ trung quốc ấy. đúng không ạ đấy bây giờ việt nam chúng ta cũng bắt đầu có những cái kiểu kiểu như vậy rồi chúng ta thấy rằng là nó quản lý những cái chuỗi từ những cái vùng sát tít mùi khơi cho đến khi đến những cái uh, cảng lớn cửa khẩu này nọ thông quan này kia nó rất là 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 nhịp nhàng cho lên là bây giờ chúng ta quay trở lại cái câu chuyện là đúng nhiều quốc gia có cái công nghiệp mà có cái lao động nhân công giá rẻ rất nhiều. Bây giờ có thể nói là nhiều hơn Trung Quốc vì bây giờ Trung Quốc nhân công giá rẻ nó càng ngày nó càng ít đi tức là những cái nhân công giá rẻ Trung Quốc bây giờ thì nó nó chỉ nó không thể cạnh tranh với những gân nhân công giá rẻ của nước ngoài nữa vì nó không còn ưu tiên nữa. Nó chỉ làm cái công tác xã hội và sản xuất những thứ mà đại khái không quá quan trọng thôi, đúng không ạ? Còn đã nâng cấp lên rồi. Thế thì cái câu chuyện một điều rằng là cái nhân công giá rẻ thì chúng ta phải nói về một vấn đề nữa trong cái đáy đấy, nó là Trung Quốc có, đúng không ạ? Như tôi nói là vùng sâu vùng xa, người già, người kỹ năng kém vân vân, nhưng nó không còn là cái cái, cái cái mình gọi là cái tố chất chính nữa trong cái uh, gọi là cái cấu trúc lao động kinh tế của xã hội nữa của trung quốc nữa đúng không ạ cho nên là nhân công giá rẻ thì chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều nơi châu phi rồi những nơi như bangladesh rồi những nơi như là đông nam á như indonesia đúng không ạ vẫn sri lanka thậm chí là cả việt nam thì nó đều có đấy thế nhưng mà tất cả những cái đó nó không tạo ra một cái thứ chúng ta gọi đó là cái hệ sinh thái để mà cái hệ sinh thái này nó sản xuất hàng cao cấp thì tôi không biết có thể nói là cao cấp thì nó chưa thể cạnh tranh được với những hàng Đức Nhật một song phẳng 100% nhưng mà những hàng tầm trung và những cái hàng mà tầm thấp thì có thể nói các quốc gia khác mà đối đầu với Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất đấy chắc chắn là khóc tiếng bán. À, cho nên chúng ta nếu mà nói về cái việc cạnh tranh với Trung Quốc là tất cả các quốc gia phải đối mặt với một cái cỗ máy sản xuất nó cực kỳ hiệu quả đúng ạ nhanh ngon rẻ bộ mà hợp lý và trong đó cái chuyện nhân công giá nhân công nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi hay nói đúng hơn là mình nói lại đúng ạ mình lặp đi lặp lại nó không phải là một cái nhà máy sản xuất nó là một triết lý sản xuất triết lý chuỗi cung ứng một cách toàn diện đầy đủ Sự sụp đổ của Liên Xô có thể cho chúng ta biết gì về tương lai của những lý thuyết marxist leninít Thực tế thì nếu như bây giờ này, nếu như mà không có những năm trở lại đây, đúng không ạ? À, tôi sẽ cùng phân tích quý vị một vài cái cái dấu hiệu để mà chúng ta những cái khoảnh khắc mình nhận ra vấn đề đấy, đúng không ạ? Thứ nhất là gì? Chúng ta nói rất nhiều về việc là nền kinh tế của Trung Quốc hay Việt Nam là hai nước dẫn đầu tốc độ phát triển trong suốt 30 năm qua toàn thế giới, bỏ xa các quốc gia thứ ba gấp nhiều lần. Cả hai quốc gia Trung Quốc Việt Nam đều phát triển bởi những cái ngưỡng cửa, những cái ngưỡng đó là cái ngưỡng mở cửa, đúng không ạ? Mình gọi là mở cửa nhưng thực ra mình gọi là mình áp dụng cái thị trường tự do đấy uh, nó là sự tự do di chuyển các nguồn vốn trong gọi là lòng của nền kinh tế và tất nhiên là nó tạo ra cái cơ hội đúng không ạ để sản xuất nhiều hơn chi tiêu nhiều hơn khuyến khích tất cả mọi thứ về mặt nguyên tắc thì đấy nó là một cái nền kinh tế mình gọi là định hướng thị trường đúng không ạ và nói mình nói thật ra nó là một nền kinh tế mang phong cách nguyên tắc của cái tư bản tư bản nó là nguồn vốn chứ nó không phải là cái hệ chính trị nó là nguồn vốn cởi trói cho các nguồn vốn để đáp ứng các nhu cầu nền kinh tế, nó đơn giản như vậy thôi. Thì hai quốc gia Trung Quốc và Việt Nam từ khi mở cửa đều phát triển nhanh nhất thế giới và tốc độ nhanh hơn rất nhiều các quốc gia phương Tây khác, đúng không quý vị? Kể cả các quốc gia phương Tây khác trong những thời điểm trước đây, tốc độ phát triển nhanh nhất của họ từ trong quá khứ cũng không thể bằng Việt Nam và Trung Quốc được. Thì điều đấy nó nói lên một cái điều gì? Trong khi các quốc gia như là Liên Xô, những quốc gia như Cuba, Triều Tiên Đúng ạ, à, Venezuela là các quốc gia bị cấm vận và lại còn bị đóng cửa, bị bịt cửa, đúng ạ, à, bị bưng bít. Cho nên là Việt Nam và Trung Quốc phát triển thì điều đấy có nghĩa rằng nó không phải là vấn đề là Marxist hay là Lenin hay là học thuyết kinh tế Adam Smith hay là Keynesian hay gì. Mà cái câu chuyện là nền kinh tế nó có tự do uh, cho cái luồng vốn hay không. Đúng vậy, sức sản xuất của, của Liên Xô thì không thể nào là thấp ít được thế nhưng tại sao người ta mua xe uh, kể cả cái xe đạp cho đến cái xe ô tô rồi cho đến cái tivi người ta phải chờ đến hàng tháng hàng năm đúng ạ bởi vì là nó là một cái nền kinh tế theo kiểu phân phối cho nên là nó không có uh, gọi là là, là 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 ưu ái cho những cái việc nguồn vốn còn nếu như mà rõ ràng có người đặt hàng thì ngay lập tức mở một cái nhà máy để sản xuất có cái gì khó đâu đúng không ạ không có gì khó thế nhưng mà bởi vì người ta đã không áp dụng những chính sách để mà cởi mở như vậy có nghĩa là có nhu cầu thì đáp ứng đúng không ạ và có đáp ứng bằng cách là uh, vốn bằng cái xây dựng nhà máy nhà máy thì phải có vốn và có vốn như vậy thì chúng ta mới thấy một cái câu chuyện rằng là phải huy động vốn đúng ạ. thì cái câu chuyện như vậy là cái học thuyết, uh, những cái um, của xã hội thời Liên Xô nó không có cái chuyện như vậy. cho nên là dẫn tới cái việc là uh, thị trường nó không thể phát triển được, đúng ạ, nó bị bóp nghẹt. cho nên là ở đây chúng ta mới nói một điểm rằng thứ nhất nó không phải là do học thuyết, đúng ạ, nó không phải học thuyết liên quan đấy, mà cái câu chuyện là người ta có trong cái vấn đề trong kinh tế đấy họ có thúc đẩy cái việc phát triển để đáp ứng các nhu cầu hay nói đúng hơn là tự do các nguồn vốn hay không Thì đấy là cái yếu tố có thể nói là quan trọng nhất về cái vấn đề hệ tư tưởng đúng không ạ cái vấn đề thứ hai ấy thì tôi phải nói thật quý vị nếu bây giờ chúng ta nhìn vào cái nền kinh tế của nước Mỹ tại thời điểm hiện tại nhé kinh tế nước Mỹ tại thiền biển hiện tại năm 2024 tôi nói thật quý vị rằng là nó có những cái dấu hiệu mà nó 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 có thể nói rằng nó thậm chí nhiều khi nó không bằng cái nền kinh tế liên xô ngày xưa. Tất cả những cái vấn đề liên quan tới các chỉ số phát triển của kinh tế trong thời gian vừa qua, đặc biệt là chúng ta nhìn thấy cái sự bế tắc trong việc giải quyết các khoản nợ mà cứ 100 ngày lên 1.000 tỷ, đúng không ạ? Không, không thể chấp nhận, cái đi đấy là một cái điều nó rất là điên rồ, nó rất là điên rồ đúng không quý vị? Bởi vì tại sao mà một cái thể chế nào mà cứ mỗi ngày mỗi ngày trôi qua người ta nợ thêm bao nhiêu tỷ, một trăm ngày mất thêm một nghìn tỷ, mà cái đặc biệt là gì? là cái thu nó vẫn không đủ bù chi, mà nó thâm hụt tiếp tục thêm nữa, đúng không, quý vị. Đấy thì mình phải hiểu một điều là là nếu như mà mình có vay vay nhiều đi chăng nữa, nhưng mà mình phải có khả năng trả nợ, đúng quý vị. Thế nhưng mà càng mỗi ngày về sau thì mình thu lại không bù chi mở rộng thêm thâm hụt rộng hơn thế thì cái câu chuyện chúng ta nhìn thấy rõ đó là một cái kim tự tháp còn gì nữa kim tự tháp và nó sẽ sụp vào một thời điểm mà nó không còn cái đáy nữa đúng không ạ bây giờ không ai thể, có thể giải quyết được vấn đề đó khẳng định là nó bị như vậy cho nên là nếu mà nói về mặt tư tưởng ấy đúng không ạ nếu mà nói về đây tôi đang nói về yếu tố tư tưởng liên quan đến cái hệ này bởi vì nói về những cái giá trị vật chất thì nước Mỹ vẫn là cái nước mà sản xuất những cái giá trị vật chất cao, đúng không ạ? Thế nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ nhìn về vấn đề ở vĩ mô, tức là mình nói chuyện Marxist thôi mà. Thì mình phải nói về cái học thuyết nào để giải quyết được quản nợ như này. Liệu người ta có thể mãi mãi người ta in tiền được hay không? Đúng không ạ? Mà trong khi đấy bây giờ những cái xu thế vi đô la hóa nó càng ngày nó càng tăng. 150 quốc gia đã yêu cầu để mà trở thành cái thành viên thanh toán của nền tảng BRICS thì có nghĩa rằng đồng đô la của Mỹ nó càng ngày nó càng mất cái giá trị của nó đi, mất cái tầm quan trọng của nó đi, đúng không ạ? Mà đồng đô la vì nó quan trọng cho nên là người ta mới in tiền, người ta mới bán nợ được. Chứ bây giờ nó không quan trọng nữa thì in tiền bán cho ma. Lúc bây giờ thì in tiền, nhà nước in tiền, ngân hàng trung ương in tiền, xong rồi mua nợ của kho bạc, đúng không ạ? Nhưng mà kho bạc đấy thì đại khái là toàn bộ các cái khoản tiền và ngân hàng trung ương chỉ có lòng vòng trong nước thôi. Như vậy nó rõ ràng nó sẽ là lạm phát, đúng không ạ? Nó thành lạm phát nó gia tăng một cách chóng mặt. Còn ngày xưa mình có nói nôm na là cái nguồn tiền đô la của Mỹ nó chỉ chiếm 1 phần 8 lưu lượng đô la trên toàn thế giới. Thì có nghĩa rằng cái lạm phát đấy nó ít, đúng không ạ? Và người ta còn tin tưởng vào cái khả năng trả nợ của Mỹ. Và tin tưởng vào những cái khoản tiền đô la nó còn giá trị để người ta đưa vào nước Mỹ để người ta tìm kiếm những khoản lợi nhuận đầu tư vào cái đấy đúng không ạ? Thế nhưng bây giờ nó không còn nữa thì chúng ta thấy là nó, nó cơ bản nó sẽ giống những cái đồng tiền của Zimbabwe một ngày nào đó mà mang đi khoảng chục bao tải tiền mới mua được cốc trà đá hoặc là miếng bánh mì. Đấy là tôi nói về mặt mặt lý tưởng và và phương pháp luận quý vị nhé. Chứ còn về thực tế thì nó là khác. Thế nhưng mà đây mình đang nói ở cái mức độ cao thì về mặt lý thuyết là trên đường dài nó như vậy. Chắc chắn nó sẽ xảy ra, còn chúng ta không biết nó xảy ra bao giờ và nó như thế nào mà thôi. Còn nếu không thì chúng ta cứ thử tưởng tượng mà xem. Nhà chúng ta làm thì không ra. Có nghĩa là mỗi tháng chúng ta đã nợ thêm 1.000 tỷ, đúng không ạ? Nhưng mà cái tiền mà thu lợi nhuận về tiền bán hàng ấy, thì nó bao giờ nó cũng ít hơn cái tiền chúng ta mua hàng. Có nghĩa là chúng ta đang lỗ trồng vó nhưng mà chúng ta lại nợ thêm. Vâng, như vậy thì đúng ạ. À. Đấy, chúng ta đấy là một cái điều mà nó rất là nghịch lý. Thế còn lại thì chúng ta không biết là Trung Quốc người ta áp dụng cái Marxist Leninist như thế nào. Chúng ta chỉ biết một điều rằng đó là một cái quốc gia cộng sản và vẫn đang áp dụng những cái học thuyết, đúng ạ. À? Một cách chính thống họ vẫn áp dụng những học thuyết cơ bản là học thuyết kinh tế xã hội mà nó có thể bắt nguồn bắt nguồn từ những cái lý thuyết mà chúng ta đang nói đúng quý vị và nó chưa có dấu hiệu gì là dấu hiệu sụp đổ cả không những thế thì nó lại còn đang vượng rất là nhanh đúng không cho nên là chúng ta thấy uh, rất là nó nó thực sự nó là một cái ảo tưởng và nó cái luận điệu xuyên tạc cũng như là cái sự chiến thắng của phe phái chính trị cho nên người ta đã nói rằng là cái sự sụp đổ đó liên quan tới cái lý tưởng đúng không à, ạ cái hệ chính trị để nói rằng là các cái con đường phát triển bắt buộc nó phải lên tư bản nó phải là theo cái ngạch dân chủ nhưng những gì mà chúng ta nhìn thấy xã hội mỹ hiện nay và xã hội dân chủ phương tây nói chung thì thực sự chúng ta thấy không biết là marxist leninist nó sai đến đâu bởi vì không bất kỳ một học thuyết nào cũng đều có cái sai đúng quý vị thế nhưng tôi khẳng định một điều rằng là cái học thuyết tư tưởng phát triển tư bản dân chủ ấy chắc chắn là nó sai lè lè một bên thì rất mạnh để mà phát triển thị trường, đúng không ạ? Tư bản dân chủ. Một bên thì rất mạnh để mà phát triển xã hội. Và Trung Quốc nó đã rất khéo để nó lấy mỗi cái thứ hai một tí. Còn lại thì cá nhân tôi thì đấy mỗi hai cái điều trong hai hệ này. Thứ nhất là nếu như mà muốn kinh tế phát triển thì phải cởi trói cho những nguồn vốn. Đúng không ạ? Đấy, cởi trói nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu. Đó là những cái mà chắc chắn nó sẽ không thể nào nó nó sụp đổ được. Bởi vì người ta có nhu cầu người ta sẽ bỏ tiền này để người ta mua. Rồi ông cạnh tranh ông cung cấp hàng hóa tốt hơn, ông sẽ tạo ra giá trị tốt hơn, đúng không ạ? Ông nào mà không cạnh tranh được thì biến, rồi ông chuyển sang ngành khác ông làm, đúng không quý vị? Hoặc ông làm ong ve. Và như vậy không thể người ta sụp đổ được. Đó là cái chuỗi giá trị gia tăng, đúng không ạ? Ai cũng người mua người ta cũng hài lòng và người bán kiếm được tiền. Đó là nguyên tắc là nguyên tắc mở cửa. Đấy mình nói đúng một cái từ theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nguyên tắc mở cửa. Còn cái vấn đề thứ hai, là vấn đề ổn định xã hội đúng không ạ bởi vì là xã hội uh, tư bản thì họ rất mạnh về cái vấn đề phát triển kinh tế khai thác cùng cực nguồn vốn như vậy thế nhưng cái câu chuyện còn lại thì vấn đề xã hội chúng ta đang nhìn thấy nó đang là một cái vấn đề cực lớn ở phương tây đúng không ạ thì chúng ta chỉ thấy một điều rằng tại sao xã hội phương tây bây giờ nó đến như hiện nay thì có thể nói tôi không biết nhiều thứ khác nhưng mà tôi chỉ thấy một cái duy nhất ở uh, một cái lớn nhất đó là cái việc mà chính phủ đã không phục vụ theo ý nguyện của phần đông đại đông đảo đại và đông đảo đa số quần chúng nhân dân mà đi phục vụ cái tầng lớp thượng lưu đúng không ạ tầng lớp lợi ích nhóm mà tầng lớp tinh hoa và nó rất là mỏng trong xã hội dẫn tới cái tầng lớp đấy càng ngày chiếm một cái lực lượng lớn tài sản và quyền lực trong xã hội và đẩy cái tầng lớp bình dân trung lưu ở giữa xuống đáy của xã hội, cho nên là đã dẫn tới cái sự bất bình đẳng, đúng không ạ? Và tiếp tục à, với những cái việc đấy nó dẫn tới những hệ lụy sử dụng rất nhiều những truyền thông bóp bóp méo dư luận, vỗ về dư luận nhưng mà thực tế là nó không thực chất. Cho nên là về xét về khía cạnh kinh tế mà nói chúng ta thấy là nếu như mà không có một cái nền à, kinh tế xã hội mà phục vụ, đúng không ạ? Cái lợi ích của phần lớn thì cái trò chơi như chúng ta đã biết ấy tôi đã luôn dùng một cái yếu tố phân tích trò chơi để chúng ta nhìn thấy đúng không ạ là muốn bền vững thì người ta phải phục vụ những cái người chơi miễn phí đấy miễn phí hoặc là những người mà bỏ tiền ra để duy trì cái, cái đăng ký của họ cho trò chơi mà thôi đúng không ạ ví dụ một tháng mất bao nhiêu tiền ấy ngày xưa võ lâm truyền kỳ ấy chơi rất hay và chất rất bền đúng không ạ đấy thì cái cái điều này chúng ta thấy là nó rất rất là bền còn đâu là người ta sẽ yêu ái chính sách để cho cái thằng thượng lưu ấy, nhưng mà chỉ yêu ái là để được mặc quần áo đẹp cưỡi ngựa đẹp đúng không ạ cái gì cũng đẹp đấy và để làm những thứ mà nó, nó 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 trông nó sang trọng và nó đại khái nó lấy le với thiên hạ để thiên hạ ngước mắt lên thôi thế nhưng mà bây giờ ấy, thì thì có nghĩa rằng là gì thì có nghĩa rằng là Uh, cái toàn bộ cái xã hội đó nó ổn định nó ổn định bởi vì cái xã hội nó phụ thuộc vào tầng lớp gọi là tám mấy phần trăm cái tầng lớp này hay nói chín mấy phần trăm chứ còn nó không phải phụ thuộc vào cái sự ổn định và cái giàu có của tầng lớp trên đỉnh đúng không ạ mà nó xã hội nó phải phụ thuộc cái xã hội có nghĩa là nó là người dân mà nó là phần đông người dân đấy cho nên là khi nào mà phần đông người dân người ta được còn những cái quyền lợi thì xã hội nó còn đấy thế còn bây giờ thì các xã hội phương tây thì người ta lại ưu tiên cho cái tầng lớp tinh hoa đúng không ạ Tầng lớp tinh hoa này thì chúng ta sẽ thấy một điểm rằng là tầng lớp tinh hoa càng ngày được vun vén thì cái chất lượng của cái tầng lớp này nó càng ngày nó thấp đi, đúng không ạ? Nó sẽ mất đi những cái tầng lớp ở, ở trên cái mức độ trung lưu và nó dần dần nó biến thành cái tầng lớp ở dưới đáy của xã hội và nó sẽ sụp cái xã hội đó. Thì trong các trò chơi đấy là các trò chơi mà đầu tiên kiếm được rất nhiều tiền nhưng về sau toàn sụp ấy là bởi vì nó không bán quần áo đẹp cho những người giàu Đấy, là nó không mang lại cái lợi ích quyền lợi uh, lực nào mà nó chỉ là làm tô vẽ cho nó đẹp thôi lấy oai thì nó lại bán cho những người này toàn những bí kíp võ công thượng hạng đấy để mà nó đè đầu cưỡi cổ thiên hạ đấy, quý vị ạ tức là nó mạnh hơn rất nhiều dẫn tới là những cái người không có tiền người ta bỏ chơi hết và cái game đó nó sập chỉ còn mấy cái thằng giàu chơi với nhau và bây giờ cũng thế còn mấy cái thằng g 7 nó chơi với nhau còn trong chính trường của nước mỹ đúng không ạ thì Toàn những cái vận động hành lang chơi với nhau. Chứ làm gì có ứng cử viên nào mà từ quần chúng lên mà đôi giờ đòi cái tài phục chúng để mà, mà trở thành tổng thống được nữa. Không có. Không bao giờ có thể qua mặt được Hillary uh, Kamala Harris, đúng ạ. Còn lại thì toàn bộ cả xã hội đang hỏi là uh, không bao giờ thì người ngoài hành tinh nó lại tấn công nước Mỹ mình nhỉ, đúng ạ. À, đấy rồi là à, không biết là liệu mình có lên uh, chuyển giới hay không Bây giờ nhà nước đang có chính sách là giảm giá, khuyến mại bao nhiêu phần trăm đấy Rồi hỗ trợ thuốc men, đốt pinh, đốt piếc, uh, học môn Vân vân, đúng không ạ, cả xã hội đang bám vào những cái câu hỏi như vậy Và người ta quên rằng là người ta đang bị tước đoạt dần đi những cái quyền lực để tập trung hết vào quyền lực ở kia Và đến một ngày tỉnh ngộ ra thì đã ngơ ngác, ngã ngửa, ngẩn ngơ rồi trở thành ngổ ngáo, đúng không ạ? Và xã hội sẽ loạn. Tại sao Putin lại muốn, lại đòi, muốn giữ các vùng lãnh thổ đã chiếm đóng khi đưa ra đề xuất kết thúc chiến cuộc? Vâng, à, cái này thì nó khá nhạy cảm, đúng không ạ? À, liên quan đến lãnh thổ đó là một điều rất là khó để mà có thể nói. Uhm, à, tôi sẽ hỏi lại quý quý vị đã trả lời để quý vị trả lời hộ tôi xem là quý vị làm gì trong trường hợp này. Năm 2022 tháng 4, sau khi Nga tấn công vào nhiều vùng lãnh thổ của Ukraine, đúng không ạ, và chúng ta cũng biết rằng là những chuyện xảy ra đánh nhau tưng bừng túi bụi rồi Nga đã rút quân. Và sau đó họ tiến hành đàm phán hòa bình với lại Ukraine trong quá trình rút quân. Và hai bên đã gần như thống nhất được một cái um, gọi là 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 biên bản đúng không ạ rằng là đây là thông tin mà đến từ các nguồn và người ta đã đều xác nhận là Ukraine à, cái vùng Donbass sẽ trở thành một cái vùng mà có cái khả năng tự trị cao hơn đúng không ạ Ukraine sẽ lấy lại các cái phần mà họ đã bị nga chiếm đóng đồng thời cam kết không gia nhập NATO và liên quan tới những cái vấn đề liên quan tới uh, uh, Ukraine giữ bao nhiêu quân, bao nhiêu xe bọc thép, bao nhiêu xe tăng vân vân. Lúc bây giờ hai bên đã ký kết, Ukraine đã sâu giấy tờ ký kết ra, uh, Putin đã ký đưa ra cho những cái phái đoàn đến từ Nam Phi. Các tờ báo sau này để trích dẫn kể cả báo phương Tây, đúng không ạ? Uh, sau đó Ukraine đã gần như đã ký thế nhưng mà chúng ta biết rằng là người Anh người Mỹ đã không cho Ukraine ký cái đó và người ta nói rằng là người ta sẽ bơm vũ khí và hỗ trợ Ukraine để Ukraine đánh chiếm lại tất cả các khu vực đó và như vậy là giao chiến bùng nổ diễn ra bên đánh bên tiến công bên rút lui rồi là ông đánh đi bà đánh lại đúng không ạ cái đấy chúng ta đồng ý không tất cả cái điều đó đều là đồng ý tức là cái thời điểm hai bên đã chuẩn bị hòa bình để ukraine có một cái thương vụ có thể nói tuyệt vời không bao giờ hết bằng cái thương vụ đó thế nhưng họ đã xé đi để mà họ nghe người mỹ người anh đánh nhau mới nga tới chết và đó chính là cái lý do cuộc chiến này nó đã bắt đầu đúng ạ thế nhưng tôi chỉ nói về cái vấn đề là uh, ukraine đã từ bỏ cái, cái, cái thỏa thuận hòa bình mà họ với nga đã tiến hành đàm phán như vậy để tiếp tục đánh nhau sau đó đánh nhau thì nga đã chiếm được nhiều vùng đúng quý vị vậy tôi hỏi quý vị rằng là trong quá trình đấy nga mây ukraine đánh nhau có tổn thất của cả hai bên và nga đã thắng chiếm được cái vùng đấy mà trong câu hỏi đấy vừa nói như vậy thì nếu là quý vị đặt mình vào vị trí của người nga dựa vào những cái dữ liệu tôi vừa đưa ra như vậy thì quý vị có trao trả lại sau khi chiến tranh kết thúc hay không đấy quý vị tự trả lời hộ tôi cái đó tôi còn tôi không trả lời được đúng quý vị giống như là mình bây giờ mình mình rủ một thằng mà nó chơi uh, gọi là 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 uh, búng tay uh, chơi chơi uh, kiểu cái gì nhá uh, cái cái gì uh, chơi quản tù tì đúng quý vị nhưng mà mình ra mới nói một cái điều kiện là nếu mà tao thua thì hai thằng mình bao nhiêu tiền có từ đầu thì chia đôi đúng không ơ uh, thì tiền thằng nào về túi thằng đấy nếu tao thua hết còn nếu mà tao thắng thì mày mất tiền của mày cho tao đúng không, quý vị Thế cái câu chuyện bây giờ chúng ta thấy là cuộc chiến giả sử chúng ta thấy diễn ra từ thời điểm đấy Thì cái câu chuyện nó như vậy Ukraine đã từ chối như vậy để họ đánh Mà bây giờ họ không đánh được Đúng ạ Thì bây giờ nếu quý vị là như vậy thì quý vị định làm gì? Thì nó có giống cái trò mà hai thằng nó ẩn tù tì mỗi thằng bỏ ra 100.000 không? Đúng ạ Thằng A bảo là nếu mà tao thắng thì tiền của mày là tiền của tao Nếu mà tao thua thì tiền của tao vẫn là tiền của tao Đúng ạ Chơi thế thì ai chơi Đấy chúng ta phải hiểu đầu tiên mình phải có một cái gì đó để mình bắt đầu đã Thì cái thời điểm mà hai bên đã chuẩn bị ký hợp cái thỏa thuận hòa bình và Ukraine gần như có một cái thương vụ tuyệt vời nhất mà họ chả mất cái gì Họ chả mất một cái gì chỉ mỗi một cái việc nếu liên quan đến lãnh thổ Mà cũng không phải liên quan đến lãnh thổ Mà nó chỉ là cái việc là các vùng đôn bát ấy Thì sẽ nhận được cái sự tự trị một cách sâu sắc hơn Đúng không ạ? Đấy mỗi một cái câu đó Và không gia nhập NATO Đấy, còn lại thì những cái kia nó là cái vấn đề dâu ria. Thì đấy, chúng ta lấy cái vạch xuất phát đấy để chúng ta sẽ thấy, đúng không ạ? Và quá trình bây giờ nó dẫn đến như thế này. Đấy, thôi thì, thì và chúng tôi chỉ muốn là quý vị uh, kết luận hộ. Chứ nếu mà tôi kết luận thì lại bảo là là, là luật đấy là nó, nó luật đấy nó không phù hợp với từng người, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo và chúc quý vị một đêm ngon giấc.